Xin chào, tôi là Le Le, còn đây là Daniel Sien, một chùm trộm cắp. Hôm nay là ngày anh được mãn hạn tù. Sau một thời gian ăn cơm nhà nước, đi ngủ có người canh, Danny được thả tự do, kèm theo lời hứa không tái phạm với chính quyền liên bang. Nhưng đâu biết rằng, trong đầu Danny đã tính toán xong phi vụ sắp tới, đến gặp người anh em chí của Rusty, đang làm việc tại sòng bạc. Về cơ bản thì việc của Rusty là dạy người giàu cách đốt tiền, một công việc nói chung là chán. Cho đến khi Danny xuất hiện và rủ anh tham gia vụ cướp, một vụ cướp to con mẹ nó nhất luôn. Thực ra thì phim trộm cắp nào chẳng nói vụ của mình là to nhất. Rusty tỏ ra thích thú lắm, vì đó là sòng bài lớn nhất Vegas của chùm cờ bạc Terry Benedict, một nơi có hệ thống an ninh vô cùng chặt chẽ. Nhưng mà tiền ở đâu? Chúng ta cần một nhà đầu tư cho vụ cướp lần này. Cả hai tới tìm Rubin, thuyết phục ông trở thành ông bầu cho phi vụ, không phải nói nhiều. Rubin gật đầu cái dục, vì Benedict chính là đối thủ cạnh tranh số 1 với sòng bạc của ông. Tiếp theo, yếu tố không thể thiếu của một băng cướp, một cặp sinh đôi, Tuck và Virgil, đảm nhiệm vị trí tài xế. Spoil. Về sau Kim luôn đóng giả bồi bàn, đánh lại hướng bảo vệ, làm vệ sĩ cho So, ra làm đầu bếp. Tiếp đó là Frank, với nhiệm vụ trà trộn vào Burley Joe là nhân viên chơi bài. Livingstone, Dell, cái tên nói lên tất cả, nhân viên IT cho FBI, cộng một uy tín, đảm nhiệm máy móc cho cả đội. Basher, thành viên làng mìn, tổ lắp đặt giả phá bom. Tiếp theo là Yến, thành viên với kỹ năng neo trèo tốt, đến từ Marvel. Ý tôi là giáp xiếc trung ương, không biết để làm gì nhưng mà theo kế hoạch là vậy. So, tay trộm lão làng, tuy đã rửa tay gác kiếm, nhưng khi nghe Rusty thủ thỉ về số tiền nhận được, ông đồng ý luôn. Và cuối cùng là Ninus, một tên trộm cắp vặt với kỹ năng 10 ngón điêu luyện, tất cả tập trung tại dinh thự nhà Rubin. Danny phổ biến kế hoạch, nói thì dài dòng nhưng mà túm lại là nó khó và bất khả thi. Và tôi sẽ tua nhanh đến đoạn thực hiện kế hoạch cho nó dễ hiểu. Trước tiên, một vài thành viên sẽ tới sòng bạc thu thập mọi thông tin hữu ích, sau đó Dell sẽ truy cập về hệ thống an ninh. Nhờ chiếc thẻ thang máy Rusty lấy trộm được, anh dễ dàng vào được phòng máy, gắn chip vào toàn bộ camera an ninh. Trong lúc Tuck và Virgil đánh lạc hướng bảo vệ, bước tiếp theo, sau sẽ đóng giả một thương gia nước ngoài, tới gặp mặt và thuyết phục Terry cho để nhờ chiếc vali đựng đá quý, đưa nó vào căn phòng được bảo mật kỹ càng chứa 150 triệu đô của sòng bài. Trong khi đó, Linus theo dõi mọi nhất cử nhất động của Terry, báo lại cho Rusty. Và rồi ngạc nhiên chưa? Vợ của Terry chính là Tess, người yêu cũ của Danny. Rusty biết được mục đích vụ cướp không chỉ dừng lại ở 150 triệu đô, mà còn để trả thù Terry. Ngay lập tức lệnh cho Linus theo dõi Danny. Và đúng như dự đoán, Danny đã bị Terry để ý khi mà anh gặp Tess tại nhà hàng. Để tránh ảnh hưởng tới vụ cướp, cả đội quyết định loại anh khỏi phi vụ. Tuy nhiên thì có một vấn đề lớn hơn. Khi Basher phát hiện phía Terry đã vá lỗi hệ thống, khiến anh không thể phá hỏng đường dây điện. Nhưng một ý tưởng lé lên, cả nhóm chỉ còn cách mượn tạm bằng từ trường từ Viện Công nghệ Liên bang. Ngày vụ cướp diễn ra, So tiếp tục đóng vai quý ngài dưa ga. Nghe như dưa ga ấy nhở? Thèm thế. So nhờ Terry để nhờ chiếc vali tại hầm bảo an. Xong xuôi, Linus xuất hiện trong vai người của ủy ban trò chơi, tới tố cáo Frank là tội phạm liên bang. Cả hai lấy cớ ẩu đả giúp Linus thó được chiếc phong bì chứa mật mã kết sắt. Phía hậu trường, hai anh em Tuck trong vai bảo vệ đưa Yến vào hầm bảo an. Ngoài kia, Danny đang bị theo dõi bởi người của Terry. Sau khi gặp Tess ở nhà hàng, anh ngay lập tức bị hai tên bảo vệ mời đi uống trà. Quay lại với Ninus, sau khi lấy được mật mã căn hầm, anh nhanh chóng tới kho cất tiền, đeo hack được camera, xóa Ninus khỏi màn hình. Và surprise motherfucker, Danny đã có mặt ở đây từ lúc nào? Thì ra tên vệ sĩ được Terry thuê tới là đồng bọn của Danny. Tất cả vào vị trí, Basher khởi động bom từ trường, cắt điện toàn thành phố, vô hiệu hóa hệ thống laser, giúp Linus và Danny vào được căn hầm, hợp tác với Yến bên trong, thành công phá được cánh cửa. Đấy là Rusty vào việc, anh gọi điện cho phía Terry. Alo, sòng bạc của các ông đã bị cướp. Terry tới phòng điều khiển, nhìn màn hình và thấy là có trộm thật. Rusty ra điều kiện, hãy để toàn bộ thoát khỏi đây với một nửa số tiền, nếu không sẽ thổi bay toàn bộ căn hầm. Terry bảo đéo. Hết phim, nhầm. Ông đồng ý mang số tiền ra xe như lời Rusty, sau đó bí mật gọi cảnh sát. Cảnh sát ập tới, bắn nhau bùm chiếu, nhưng bọn trộm đã chạy thoát cùng với số tiền 160 triệu. Đến lúc này thì Terry mới biết mình đã bị lừa. Toàn bộ camera chỉ là đoạn phim được ghi lại. Nhóm của Danny đã đóng giả làm cảnh sát, chỉ chờ Terry gọi 911 là có mặt. Tất cả hiền ngang cầm 160 triệu đô ra khỏi sòng bài mà không bị nghi ngờ. Danny sau đó trở về phòng chờ Terry tới, đưa ra một lời đề nghị rằng sẽ trả lại số tiền nếu như Terry để Tess quay về bên anh. Không do dự, Terry đồng ý luôn. Tess chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người. Lúc này cô mới nhận ra ai mới là true love của đời mình. Nối tiếp phần 1, phần 2 là công cuộc đòi nợ của Terry. Ngỡ tưởng rằng Danny và đồng bọn sẽ có cuộc sống yên ổn cùng với số tiền khổng lồ. Nhưng không, Terry xuất hiện và tuyên bố đòi lại cả gốc và lãi. Không muốn phần đời còn lại phải ngồi sau song sắt, Danny quyết định tập hợp mọi người, thực hiện thêm một phi vụ, thời hạn là 2 tuần. Tất cả phải kiếm đủ số tiền 97 triệu đô còn thiếu trả cho Terry, ngoại trừ So không tham gia với lý do ông đã nghỉ hưu sau vụ của Terry. Hay lắm So. Vậy là mỗi người sẽ ôm số nợ gần 10 triệu, tính cả phần của So. Tất cả sau đó bay đến Amsterdam theo ý của Rusty. Tại sao ư? Lát nữa tôi sẽ giải thích.
do không có kế hoạch từ trước. Danny và Rusty phải nhận nhiệm vụ từ Matsui, tới trộm cổ vật nhà Vanderwood, anh em sao của Voldemort, với số tiền công rẻ mặt chỉ 2,5 triệu đô. Tính ra mỗi tháng làm một vụ như này thì chỉ cần 3 năm là đủ tiền trả Terry rồi. Đấy là trong trường hợp cả nhóm không bị tóm. Nghe xong Danny kiểu, thả tao đi đóng phim Mission Impossible còn hơn. Nhưng cả nhóm vẫn phải chấp nhận đi ăn cướp chuyên nghiệp với một cái giá bèo bọt. Cơ mà vụ này khó vừa lỡ khó. Khi nhà Vanderwood là một phòng tuyến an ninh nghiêm ngặt, camera trang bị tận răng, vào được rồi nhưng mà ra được hay không là một chuyện khác. Nhưng rồi Rusty xuất hiện và bảo game này dễ bằng cách sử dụng phương pháp của Max Truman, dùng một đòn bẩy để nâng cả căn nhà lên. Cả nhóm theo đó thoát ra. Cách này giải thích thì cũng dài dòng đấy. Tóm lại là Danny và các thành viên khác dễ dàng vào được bên trong, tất cả tìm thấy chiếc két. Chiếc két trống trơn, chỉ có duy nhất đoạn ghi âm thông báo Danny là người đến sau. Món đồ đã bị lấy đi từ trước. Một pha Rickroll đến từ vị trí của Night Fox, tên trộm khét tiếng người Pháp, đồ đệ của siêu trộm là Mark Bí Ẩn. Thì ra tất cả đều do một tay Night Fox dàn dựng. Hắn là người đã thuê Matsui khi cả đám quyết định tới Amsterdam, và cũng là người đã mách lẻo với Terry vị trí của tất cả. Sau vụ trộm tại nhà Vanderwood, điều tra viên tài ba Isabel nhanh chóng được điều đến. Không khó để cô hiểu được mánh khóe vụ này, vì đơn giản cô chính là ghẹ cũ của Rusty, tác giả vụ trộm, và cô cũng là lý do Rusty muốn tới Amsterdam. Lý do to tròn quá. Không những thế, Isabel còn phát hiện ra nhóm Rusty bị Night Fox Rickroll. Từ dầu dài tại hiện trường, cô bắt được Frank, từ đó tìm được địa chỉ của Danny và đồng bọn, khiến cả đám bị lộ mặt. Cô nàng cũng nhanh tay thó được chiếc điện thoại của Rusty, từ đó phát hiện ra phi vụ cả băng định làm, đó là trộm trứng vàng tại viện bảo tàng Rome. Do nhận lời thách thức từ phía Night Fox rằng nếu Danny lấy được quả trứng và mang tới cho Lamarck, hắn sẽ trả số nợ với Terry giúp anh. Tất cả những việc hắn làm chỉ vì muốn được công nhận là tên trộm giỏi nhất. Một kế hoạch được vạch ra tỉ mỉ, cơ mà cả đám lại bị bắt khi còn chưa bước chân vào được bảo tàng, vì Isabel đã phát hiện ra kế hoạch nhờ chiếc điện thoại trộm được của Rusty. Chỉ có 3 người là Linus, Basher và Doug chạy thoát. Khôn nỗi chỉ có 3 người thì không thể tiếp tục phi vụ. Bần cùng bất đắc dĩ, Linus đành chọn quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân, gọi điện cho Tess cầu cứu. Tess à, ok, tôi biết, tôi sẽ có mặt tại sân bay Rome sau 2 tiếng nữa. Mọi thứ các cậu cần chuẩn bị là một tâm hồn đẹp, tất cả cứ để tôi lo. Kế hoạch là gì? Tess sẽ đóng giả làm Julia Roberts, là chính mình ngoài đời, để đánh lạc hướng giúp Linus đánh cắp quả trứng. Nghe thì dễ nhưng mà Tess suýt nữa thì bị phát hiện từ một người quen của Julia. Cả nhóm đang xoay sở chơi với một đội hình 4 người thì từ đầu so xuất hiện, nhanh chóng đưa Tess tới bảo tàng. Nhưng rốt cục thì vẫn bị thanh tra Isabel phát hiện. Cả băng được đoàn tụ cùng Danny trong nhà giam. Một thanh tra FBI được cử đến nhằm dẫn độ tất cả về nước. Và bất ngờ chưa, đây chính là mẹ của Linus, người bị phạt biến thành Isabel vì tội làm giả lệnh bắt giữ Europol để làm nhiệm vụ. Tất cả được thả tự do ngay sau đó. Danny cùng Tess tới gặp Night Fox để kết toán. Với vẻ mặt đắc ý, Night Fox tuyên bố mình đã lấy được quả trứng tại bảo tàng. Nhưng xem kìa, kẻ bị Rickroll lại đi Rickroll người khác. Xem ai mới là người bị ăn quả lừa nào. Thì ra Danny và Rusty đã tới tìm lại Mark từ trước. Do muốn dạy Night Fox một bài học nên ông đã tiết lộ cho hai người về vị trí của quả trứng, giúp cả băng trộm được nó trước khi được đưa tới Rome. Night Fox đành công nhận tài năng của Danny và trả số nợ của anh về Terry như lời hứa. Về phía Isabel, quá chán với việc băng của Danny ao chỉnh vãi cái đái, cô quyết định trở về bên Rusty sau khi nghe anh thuyết phục, hứa rằng sẽ đưa cô tới gặp người bố đã khuất. Và thật bất ngờ, người này không ai khác lại chính là siêu trộm lại Mark mà cô truy lùng bấy lâu. Phần hai kết thúc bằng việc tụ hội của cả băng cùng thành viên mới Isabel. Sau phi vụ của Terry và Night Fox, cả băng quyết định rửa tay các kiếm, nói không với trộm cắp, nhưng phá hoại thì được. Mọi chuyện bắt đầu khi Danny và đồng bọn bị cuốn vào một rắc rối. Rubin vì quá tin người nên đã bị lừa bởi tên đối tác làm ăn Willy Bank, cả hai hợp tác mở sòng bạc. Nhưng Willy trở mặt, ép Rubin ký vào hợp đồng chuyển nhượng, một mình tiếp quản sòng bạc. Ăn quả lừa quá lớn, khiến Ruby bị chấn thương tâm lý. Để trả thù cho người anh em chí cốt, Danny cùng những người còn lại quyết định cùng back bằng một phi vụ cực lớn, làm sòng bạc của Willy phá sản trong ngày khai trương. Cả băng một lần nữa tái hợp cùng một kế hoạch chi tiết nhằm hack các trò trong sòng bài, từ con xúc xắc đến hệ thống máy chủ. Tất cả phối hợp ăn ý ai vào việc nấy theo sự chỉ đạo của Danny. Virgil được giao nhiệm vụ tới Mexico làm việc tại nhà máy sản xuất xúc xắc, khiến chúng được điều khiển nhằm tạo bất lợi cho nhà cái. Máy chủ sẽ được phụ trách bởi Roman, cộng sự cũ của Danny, cùng với Basher sẽ làm hỏng hệ thống máy chủ, sử dụng trí tuệ nhân tạo, cái có thể phát hiện người chơi có gian lận hay không. Tay trong lần này sẽ là Dell, được gài vào trong vai người chia bài, cùng với những nhân vật phụ khác, đóng vai trò chạy cánh cho cả team. Việc tiếp theo cần làm là lật đổ danh tiếng của Willy bằng cách khiến ông ta tạch danh hiệu Five Diamonds, một danh hiệu được trao cho các khách sạn bậc nhất, sẽ được một chuyên gia bí mật tới đánh giá. So sẽ trong vai người chấm điểm cho danh hiệu này, khiến quản lý khách sạn là Abigail tưởng bờ đón tiếp ông một cách nhiệt tình. Trong khi đó, chuyên gia thật lại bị tiếp tân khách sạn là Debbie, người được Rusty cài vào từ trước, đưa tới một phòng khác, căn phòng được Danny và Rusty bí mật làm bẩn. Không những thế, Doug còn giả làm nhân viên nhà hàng, làm ông ta bị ngộ độc.
Quá đủ để khách sạn của Willy bị đánh trượt trên mọi hạng mục. Nhưng phía Basher lại gặp rắc rối. Hệ thống máy móc gặp vấn đề. Cả băng cần 36 triệu đô để mua một cái mới. Nhưng mà tiền đâu? Linus nghĩ ra một cách. Đi vay tiền Terry. Đúng vậy, đi vay tiền của tên cả băng từng ăn trộm. Nghe thì vô lý, nhưng Danny lại thuyết phục được hắn cho vay. Terry đồng ý, nhưng với điều kiện là lãi gấp đôi và phải lấy được 5 viên kim cương trị giá 250 triệu đô được đặt trên đỉnh sòng bài. Danny được quyền giữ chúng. Đơn giản Terry làm điều này vì ghét Willy vờ lờ. Danny đồng ý. Kế hoạch có đôi chút thay đổi. Linus sẽ phụ trách lấy trộm những viên kim cương. Ngày khai trường đã đến, Danny dẫn theo những vị khách VIP tới ăn hồi lúc thực hiện kế hoạch. Frank ra hiệu, kế hoạch bắt đầu. Nhân viên FBI được Danny gài vào đi tới bắt đeo vì tội chỉnh sửa máy đánh bạc, lấy cái cớ để đánh cháo toàn bộ máy SIDA được anh chuẩn bị từ trước. Nhưng Willy cũng hóng các ngu, biết mình đã bị lừa. Ông ta ngay lập tức tiến hành điều tra từ A đến Z, bắt đầu từ dấu vân tay đeo để lại trên máy, truy vết toàn bộ F0 liên quan đến anh. Ba trời hoảng loạn, nếu đeo bị lộ thì cả băng sẽ xong đời. Anh chàng đành tự mình ra tay, đóng giả thành diễn viên siếc, tới văn phòng đánh lạc hướng Willy, câu giờ cho Virgil và tức chỉnh sửa thông tin của cả băng trước khi bị Willy nhìn thấy, cứ nguy cho cả băng. Trong khi đó, Linus giả danh làm trợ lý của Yến, một doanh nhân đến từ Trung Quốc, tiếp cận cô trợ lý Abigail, đi tới phòng chứa kim cương, lắp đặt thiết bị phát nổ. Ở sòng bài, Rusty bắt đầu nhiệm vụ sử dụng công thức của Dell, hack máy đánh bạc, mở bát khiến Willy mất 30 triệu đô đầu tiên. Nhưng cuộc vui bây giờ mới bắt đầu. Toàn bộ xúc sắc và bóng được thay mới. Cùng lúc đó, Tuck và Virgil kích hoạt hệ thống máy móc, tạo một trận động đất khiến bộ phát hiện gian lận của Willy dừng hoạt động trong 3 phút 30 giây. Trong khoảng thời gian này, Danny và Rusty sẽ điều khiển xúc sắc gây bất lợi cho nhà cái. 500 triệu bốc hơi trong 3 phút, Willy quay lại thì đã quá muộn rồi. Trò vui thì vẫn chưa kết thúc. Khi FBI lại xuất hiện, bắt giữ Linus theo kế hoạch, người vào vai lần này tình cờ lại là bố cậu. Nhưng rồi nay Fox lại xuất hiện, đe dọa Linus, hòng cướp chuỗi kim cương theo lệnh của Terry. Vậy là tên này định lật mặt chứ gì? Ta bảo không cần cơ mà. Linus đành đưa chuỗi vòng cho Night Fox, nhưng mà ngạc nhiên chưa? Chuỗi vòng thật ở đây cơ mà. Phi vụ thành công mỹ mãn, Danny trả lại Terry 72 triệu như thỏa thuận. Nhưng vì chơi xấu vụ chuỗi vòng, Terry phải đem toàn bộ số tiền này để làm từ thiện theo lời Danny. Sao kê đầy đủ, không được ăn chặn một xu. Xong xuôi, cả băng cùng Rubin lúc này đã khỏe lại, ăn mừng chiến thắng. Trên đây là toàn bộ nội dung của vũ trụ Ocean đã được chúng tôi tóm tắt vô cùng ngắn gọn và xúc tích. Tôi là Lele, xin chào và hẹn gặp lại. Đây là Debbie. Debbie vừa ra tù sau 5 năm làm bạn với Khá Bảnh tại trại giam liên bang. Mặc dù được thả tự do, nhưng Debbie không hề có ý định hoàn lương. Cô đang âm thầm chuẩn bị cho một phi vụ lớn chưa từng có. Well, ý tôi là cũng chưa to bằng phi vụ thế kỷ, nhưng mà nó cũng khá là to. Anyway, nhưng trước hết phải đi mua sắm cái đã. Và chúng ta đến với đoạn cắt ảo mà Lazada siêu sale 11 tháng 11 mà ai cũng xem trên Facebook Watch. Cho chị trả hàng em ơi. Chị có hóa đơn chị mới mua tuần trước á. Vậy thẻ tín dụng thì sẽ... Ủa là mang trắng thiệt á. Thôi thôi, cho xin cái túi coi. Cứ như thế, Debbie khuấy đảo trung tâm thương mại mà không tốn một xu. Với khả năng diễn xuất thượng thừa, cô còn dễ dàng book thêm một phòng khách sạn. Đây là Lou, aka Mai âm nhạc, là một chủ quán bar chuyên gia trộn vodka với nước lã, bắn rap như một khẩu AK. Ratatatatata. Cô là bạn trộm của Debbie trước đây. Nghe tin bạn ra tù, cô mừng lắm. Debbie sau đó gặp lại người bạn cũ Ruben, đồng đội trước đây của người anh quá cố Danny Ocean. Nếu bạn chưa biết Danny và Ruben là ai, thì đừng ngần ngại xem lại video tóm tắt 3 phần Ocean của chúng tôi. Ruben khuyên cô không nên thực hiện phi vụ. Vớ vẩn lại đi tù đấy bạn. Cứ chờ đấy rồi xem. Cô sau đó bỏ đi gặp Lou. Debbie lôi kéo Mai âm nhạc tham gia vào kế hoạch. Bạn chỉ cần chốt đơn thôi là chúng ta sẽ có ngay 150 triệu. Nhưng tôi chỉ muốn làm việc mình thích thôi. Vậy là bạn muốn dành cả đời để bán 1 tỷ chai vodka lậu. Nghe Debbie nói cũng xuôi tai, Lou ra vẻ thích thú lắm. Nhưng trước hết, Debbie có một việc quan trọng hơn. Việc đầu tiên cần làm sau khi ra tù là đi dằn mặt thằng người yêu cũ. Thằng cờ hó khiến cô phải đi tù mất 5 năm. Hắn làm cách nào mà tống được siêu trộm Debbie vào tù? Hãy subscribe The Reviewer, người chơi điện tử vui vẻ và người tối cổ để biết thêm chi tiết. Quay lại với Debbie, với vẻ mặt hùng hổ đầy thách thức, cô tới gặp Becker, cướp đi một chiếc cúc áo của hắn. Ôi sợ quá, và bây giờ là lúc thảo luận về kế hoạch. Và việc ơi, mục tiêu nhắm đến là một bảo tàng, nơi diễn ra Met Gala, sự kiện thời trang thường niên. Vì thế, một nhà thiết kế là thứ Debbie cần trong phi vụ lần này, nhưng phải đủ nghèo để quyết định đi ăn cướp. Rose Wild, một nhà thiết kế hết thời, đang nợ đâu đó cỡ 5 triệu đô. Sau khi nghe Debbie và Mai âm nhạc xúi dục, Rose cũng đồng ý tham gia luôn. Mục tiêu là chiếc vòng giá trị 150 triệu đô, được làm từ 2,7 kg kim cương. Nhiệm vụ của Rose là thiết kế trang phục cho Daphne Kluger, diễn viên chủ trì năm nay, thuyết phục nhà Cartier đưa chiếc vòng ra khỏi
cắn hầm nhằm phục sức cho trang phục của Daphne, giúp Debbie và đồng đội lấy được chiếc vòng bằng vài đòn tâm lý cơ bản. Cả ba thuyết phục được Daphne thuê Rose làm nhà thiết kế. Bà Hoàng kem trộn Rihanna aka Nightbow cũng đồng ý đầu quân cho Debbie với vai trò một hacker. Tôi sẽ gọi là B9 nghe cho nó thuần Việt. Tiếp đến là một tay móc túi chuyên nghiệp, biên kịch kiểu chúng ta cần một nữ diễn viên châu Á. Đạo diễn, ok. Có biểu cảm ơn tí đấy. Đạo diễn, ok. Và chúng ta có cô gái gốc Á bạn cần cho mọi phim Hollywood, đóng vai trò quan trọng trong vụ cướp. Kirsten sẽ đảm nhiệm việc trôm chiếc vòng. Những người cộng tác cũ của Debbie là Amita và Tammy cũng được mời tham gia. Vụ cướp lớn nhất lịch sử xin được phép bắt đầu. Đầu tiên, để có được bản sao chiếc vòng, Rose và Amita cùng nhau thuyết phục người chủ chiếc vòng cho xem trực tiếp. Sau đó sử dụng chiếc kính có gắn máy quét, gửi bản mẫu về cho Tammy. B9 dễ dàng in ra một bản sao của chiếc vòng bằng máy in 3D, độ giống lên đến 99%. Còn về an ninh, khi phát hiện nhân viên điều phối là một con sèn chính hiệu, B9 tạo một đường link liên quan đến chó mèo, dụ ông bấm vào, từ đó hack được hệ thống camera, tìm cách xê dịch điểm mù tại nhà vệ sinh. Tiếp theo, để có tư cách ra vào sự kiện, Tammy đã apply vào vị trí nhân viên điều phối, thay đổi thông tin khách mời, giúp mọi người tham gia sự kiện. Và mục đích của Debbie không chỉ là chiếc vòng 150 triệu, cô còn muốn ăn miếng trả miếng với thằng cờ hó bạn trai cũ. Vì 10 năm trước, Debbie bị hắn cho ăn một cú lừa. Cái tội mê trai đầu thai không hết đã để lại hậu quả là 5 năm ngồi tù. Kế hoạch này đã được xây dựng trong 5 năm đó. Nhờ Tammy sắp xếp, Becker trở thành khách mời đi cùng Daphne. Ngày Met Gala diễn ra, có một sự bất ngờ đã xảy đến. Chiếc vòng cổ đã được đem ra như kế hoạch, nhưng nó lại chỉ tháo được bằng một chiếc khóa đặc biệt. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ đối với B9 khi nhờ đến sự trợ giúp của cô em gái là chúa tể phá khóa ở trường. Ngay lập tức làm một chiếc tương tự gửi tới. Giờ lành đã điểm, vũ hội được bắt đầu. Tất cả vào vị trí nào mấy đĩ ơi. Lu trong vai chuyên gia dinh dưỡng do Tammy sắp xếp cho một ít thuốc sổ và đĩa của Daphne, khiến cô chạy vội vào nhà vệ sinh. Debbie đã chờ sẵn ở cửa, cản đường không cho bảo vệ tiến vào, giúp Kirsten vào nhà vệ sinh, dùng chiếc khóa đặc biệt nhanh tay thó được chiếc vòng, đặt vào khay bát đĩa của cậu phục vụ được Tammy chỉ định, đi qua điểm mù tại nhà vệ sinh. Đến phòng bếp, Amita đã vào vị trí, lấy chiếc vòng từ khay bát đĩa, trốn vào nhà vệ sinh nhân viên, bắt đầu công cuộc lắp ghép. Phía ngoài, bảo vệ lúc này mới phát hiện ra chiếc vòng đã không còn nằm trên cặp dấu của Daphne Kluger. Toàn bộ khách mời được di tản, bắt đầu tìm kiếm, toàn bộ nhân viên bị kiểm tra. Trong lúc Amita đang làm nhiệm vụ trong phòng vệ sinh, thì một tên chuẩn bị bước vào. B9 ngay lập tức thông báo cho Tammy, lôi chiếc vòng pha ke từ dưới gối, giả vờ nhặt lên từ dưới nước, đưa cho Daphne. Chiếc vòng được tìm thấy, bảo vệ ra lệnh rút quân, cứu nguy cho Amita. Kirsten lúc này mới xuất hiện, lấy 7 món trang sức đã hoàn thành, phân chia cho từng người. Tất cả hóa thân thành khách mời, hòa vào đám đông. Chiếc vòng được đưa trở về nhà Cartier ngay sau khi vũ hội kết thúc. Người quản lý sau khi kiểm tra lại chiếc vòng đã ngửa mặt lên trời mà không nói thành lời. Trái tim đã chết từ cái khoảnh khắc ông phát hiện 150 triệu đô đã không cánh mà bay. Một nhân viên điều tra bảo hiểm đã được cử đến, John Frazier aka James Corden, aka ăn tục nói phét tại giờ Late Late Show, với mục đích điều tra xem đây có phải là một vụ lừa đảo bảo hiểm hay không. Một tên bất chấp mọi thứ, kể cả móc cống và bu school bất cứ ai nếu cần thiết, chỉ để tìm ra lỗ hổng chứng minh đây là một vụ lừa tiền bảo hiểm. Từ nhân viên an ninh, anh chàng phục vụ bàn, đến Daphne Kluger đều được tìm đến để chất vấn. Tất cả những người trong vũ hội đều bị tình nghi, chỉ trừ có Debbie, người luôn mỉm cười trước ống kính và ra về đúng lúc. Phi vụ thành công mỹ mãn, cho đến khi Daphne đột nhiên xuất hiện trước mặt cả nhóm. Ngạc nhiên chưa? Thì ra cô đã biết được phi vụ từ khá sớm và được Debbie mời cùng tham gia. Vì quá chán với việc cô đơn và ít bạn bè, Daphne đồng ý luôn. Và chúng ta có một màn trình diễn như không diễn của cô nàng tại vũ hội. Xong xuôi, Debbie bắt tay ngay vào công cuộc rửa tiền. Các quý bà từ khắp nơi được cô thuê về để bán giúp đống kim cương, đồng thời sử dụng nó để trả thù tên người yêu cũ. Một mũi tên trúng hai con chim. Cô nở một nụ cười hồn nhiên khi gặp John. John mặc dù đã quá quen với truyền thống trộm cắp nhà Debbie, nhưng chỉ mình cô nàng là có bằng chứng ngoại phạm nên anh chẳng thể làm gì được. Debbie sau đó úp mở cho John về thủ phạm thật sự là Becker. Biết thừa cô nàng đang trả thù người yêu cũ, nhưng John cũng đành chấp nhận để kết thúc sớm vụ này, để cuối tuần còn xem Arsenal đá lượt về. Daphne cũng giúp cô một tay, đánh lừa sim chúa Becker, giúp Debbie lấy được bằng chứng buộc tội hắn. Mọi nước đi đã được cô nàng tính toán từ trước. Viên kim cương to nhất của chiếc vòng đã được Debbie nhanh tay nhét vào túi của Becker tại buổi dạ tiệc. Chàng trai tội nghiệp, đến lúc vào tù vẫn không biết mình tội gì. Cả đám sau đó ăn mừng vì chiến công vang dội lần này, nhưng vì đã hy sinh viên kim cương to nhất giúp Debbie trả thù nên phần chia mỗi người cũng bị giảm đi. Nhưng Debbie ngồi tù 5 năm không chỉ để lấy một chiếc vòng, mà còn là toàn bộ số trang sức được trưng bày tại bảo tàng. Mai âm nhạc và Amita sẽ phụ trách phần này, cùng những người đồng đội cũ của Danny Ocean trước đây, người anh em tên Yến đến từ rạp xiếc Trung ương mà tôi đã nhắc đến ở video tổng hợp Ocean lần trước. Sử dụng kỹ thuật leo trèo, trộm toàn bộ số trang sức còn lại, màn kết hợp ăn ý giữa Debbie và đồng đội đã nâng tổng thu nhập của toàn bộ lên 38,3 triệu mỗi người. Số tiền đủ cho tất cả thực hiện ước mơ, làm điều mình muốn. Và trên đây là toàn bộ video recap Ocean's 8.
Mặc dù phim này được đánh giá thấp và bị coi là clip quảng cáo cho các brand quần áo, nhưng tôi thấy nội dung phim xinh và vẫn rất giải trí. Tôi chấm phim này căn 49 trên 0.99 bình phương. Và thế là hết. Tôi là Quản Quại. Hãy like và subscribe.